Hello, ngày mới Văn Bảy chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Văn Bảy sẽ làm cái món đùi gà bia nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem Văn Bảy làm. Đây là đùi gà, còn đây là sả Văn Bảy sắt rồi, củ hành, hành gốc, gừng, tỏi, ớt để Văn Bảy ướp. Rồi giờ Văn Bảy về lặn lấy cái xương gà ra. Cái món này mình sẽ làm lấy cái nạc không? Trong bãi sẽ lặn lấy cái xương này ra bỏ, còn nguyên miếng nạc như vậy mà dân bãi mới ướp. Rồi tiếp tục dân bãi làm cho hết luôn nha cả nhà. Rồi đùi gà dân bãi lóc ra xong rồi, giờ dân bãi ướp tỏi gần với củ hành dân bãi đâm dập dập, rồi giờ dân bãi đổ vô, dân bãi cho muỗng avi ngon vô, dân bãi cho yếu muỗng nước mắm vô, bãi cho chút bột nêm vô, rồi dân bãi trộn gia vị này cho nó đều vô lên, rồi dân bãi ướp 20 phút, rồi dân bãi chiên. Rồi chảo nóng rồi dân bãi đổ dầu vô, dân bãi chiên. Món này quá đã. Đó. Bãi chiên cho nó vàng luôn. Rồi dân bãi làm cái nước sốt, đặng lát dân bãi đổ vô. Dân bãi cho 2 muỗng nước mắm. Bãi cho 2 muỗng đường. Bãi cho 2 muỗng tương ớt. Bãi trộn đều lên cho cái nước sốt này nó cay cay, nó chua chua, nó ngọt ngọt. Rồi giờ nó dạng vậy được rồi nha cả nhà. Giờ dân bãi múc dầu ra bớt, dân bãi đổ dầu về ra hết. Rồi giờ dân bãi đổ ra ba cái gia vị dân bãi sắt hồi nãy vô, dân bãi cháy cho nó dậy cái mùi thơm lên. Quá đã. Cháy cho nó vàng, nó rút vô thịt gà. Sả, ớt, củ hành, gừng. Không phải cháy cho nó rút vô gà nó thơm. Rồi củ hành dân bãi phi giờ nó thơm lên, tại giờ dân bãi đổ nước sốt vô. Quá đã. Dân bãi cho cái chén nước sốt hồi nãy dân bãi pha, dân bãi chế lên. Đó, trời ơi. Thứ nào mà chịu nổi. Bãi phui luôn bia.
bả tráng cái chén. Rồi dòng bả cho bia vô. Cho lon bia vô. Rồi như vậy bắt đầu dân bãi rim cho nên nó cạn nước xuống là nó chín, dân bãi nhắc xuống nha cả nhà. Rồi nước nó sắc nó kẹo lại rồi, giờ dân bãi chở qua chở lại cho nó rút vô miếng thịt. Quá đã. Thầu cái món này dân bãi làm thì dân bãi nuốt nước miếng gần ực luôn, quá thơm. Đó, dòng bãi chở tới chở lui vậy. Giờ cái nước nó cạn, nó sắc xuống, nó rút vô cái thịt. Trời ơi, quá phê. Phải dít qua dít lại vậy cho nó rút và vậy vô. Nó cạn vậy là dân bãi nhắc xuống nha cả nhà. Rồi dân bãi nấu xong rồi, dân bãi múc ra dĩa rồi, dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi nha cả nhà. Quá đã. Bây giờ dân bãi gấp. Đó, trời ơi, nguyên cái đùi luôn. Đó, dân bãi cho lậu vô tương ớt. Trời ơi, thứ nào mà chịu nổi. Bãi mời cả nhà. Trời ơi, quá ngon. Bỏ vô vô. Con ớt vô. Quá đã. Thật sự là cái món đùi gà bia này rất là ngon luôn. Một buổi sáng trời gió mát chân thanh mà dân bãi ngồi ăn đùi gà bia này, quá phê. Cái nước nó sốt nó sạch trở lại như vậy, trời ơi, nó thơm. Quá ngon. Bãi kẹp ớt vô. Trầu vô. Mình ớt nó cay luôn. Trong bãi dưỡng ống còn cốc luôn. Ớt thì mình nó cay còn rẻ mát. Dân bãi làm cái món này nó có thiếu sót gia vị gì cả nhà thông cảm cho dân bãi nha cả nhà. Cho lẩu vô cầu rồi, lẩu vô tương ớt. Cái số của dân bãi thì sao, của dân bãi quẹt tương ớt mà cũng dính nguyên một phanh ớt luôn. Trời ơi. Cái ớt nó cay cùng rẻ mát. Quá sức. Thật sự cái món đùi gà bia đồng quê quá ngon. Cải dân bãi cho lậu vô. Thật sự cái món này nó ngon như vậy, dân bãi ăn với cơm, cơm nào mà chịu nổi dân bãi. Quá sức. Trời ơi. Bãi mời cả nhà. Quá đã.
trong này có gừng, củ hành, tỏi, sả, bia, ớt. Thật sự ra trong bãi ớt của này nó thấm rất là ngon luôn, nó thấm cái gia vị. Ớt vô quá đã. Gừng, sả, tỏi, đó, trong bãi gươm vô. Gừng nó cay, sả nó thơm, tỏi nó cũng thơm, trầu vô ba cái này nó hòa quyện lợt luôn. Nó thơm gì mà thơm lạ, thơm lùng trong bãi ăn rồi đi cả một dung nó cũng vẫn còn thơm. Quá ngon. Thật sự ra cái món này nó đơn sơ giản dị nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Rẻ ra mới được, quá nó bự quá. Với một cái đùi gà quá đã. Phải chụp nguyên cái đùi bự luôn, quá đã. Phải mời cả nhà. Trời ơi, nó ngon. Gia vị nó thấm vô rất là ngon, quá tuyệt vời. Trời ơi, cái ớt nó cay. Quá đã. Đó, chụp nguyên cái đùi gà luôn. Nó ngon. Cho lậu vô tương ớt. Bãi mời cả nhà.
mà cuốn cải vô. Cho lẩu vô tương ớt, trời ơi. Nước sốt này nó quá ngon. Rồi, bãi trời lớn luôn. Để vô. Bãi cuốn cải vô. Đó. Bãi để miếng thịt lên. Trong bãi bẻ cái đầu ớt này. Để đầu ớt này dân bãi quên dân bãi nuốt vô cái dân bãi té ngang liền. Bãi mời cả nhà. Đậu rộ tớt nó cay nhưng bãi nước cái đầu luôn. Tớt nhỏ xíu mà nó cay như kẻ mặt. Quá sức. Quá thanh nước. Tớt này quá ngon, quá thơm. Ba dân bãi no quá. Ừ, dân bãi ăn gần hết nửa dĩa gà luôn. Dân bãi ăn hơn nửa dĩa cơm. Thật sự cái món này nó đơn sơ giản dị nhưng mà ăn rất là ngon. Dông bãi ăn quên trầu vô cái bụng dông bãi no muốn bể cái bâm luôn. Quá sức cái chậm này. Cả nhà thấy dông bãi làm cái món này có ngon cả nhà. Thôi dông bãi xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy dông bãi có hay, cả nhà cho dông bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dông bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dông bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.